Rồi, xin chào các bạn. Thì chúc mừng các bạn đã là cái chiếc Asus R752, rất thích chơi game của Asus ha. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình muốn nói đến các bạn một cái vấn đề khác, đó chính là chiếc Galaxy Note 4 này. Đó, đặc biệt hơn thì cái máy này nó đã được cập nhật lên Android 6.0 Marshmallow, rất là tuyệt vời. Thì giờ trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho bạn xem coi là chiếc Note 4 sẽ có những cái đặc điểm gì khi mà lên được cái bản Android 6.0 chính thức này. Bây giờ mình sẽ mở máy ra cho các bạn xem ha. Coi coi là cái bản 6.0 này nó có cái gì. Bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt, sau đó vào phần device. Thì các bạn có thấy thì cái máy này nó đang chạy ở phiên bản là Android 6.0.1. Đó, mình thấy đây. Đây là cái giao diện đó, giao diện của Android 6.0 Marshmallow. Và một điều ý là đây là bản chính thức hả các bạn ha, chứ không phải là bản ROM cút. Rồi. Thì vậy thì cái chiếc Note 4 này khi mà lên được 6.0 nó sẽ có cái gì? Thứ nhất là nó sẽ được trang bị cái tính năng là Dual, tức là khi mà cái máy này nó khi các bạn tắt màn hình trong thì cái máy nó sẽ vào trạng thái nghỉ một thời gian ngắn, thì cái chế độ Dual sẽ tự động kích hoạt và nó sẽ giới hạn những cái ứng dụng để mà giúp cho hạn chế việc mà tiêu tốn pin cũng như là tiêu tốn cái việc mà ngốn CPU của máy. Thứ hai là chúng ta sẽ có một tính năng rất là hấp dẫn, đó tức là tính năng Google Now on Tap. Cụ thể không thì mình sẽ minh họa các bạn xem ha. Thì bây giờ mình sẽ thử mở vào một cái trang Google như thế này. Đó, mình có mở sẵn một cái trang web có nội dung tiếng Anh. Rồi. Thì Google Now on Tap để mà sử dụng thì các bạn chỉ việc đè vào nút Home. Đè vào đó khoảng 1 giây thì lúc này cái tính năng Google Now on Tap sẽ kích hoạt. Thì nó sẽ dò tất cả các nội dung, dò cái nội dung mà của trang web, sau đó nó sẽ show ra tất cả những cái gì mà có liên quan. Và thấy thì chúng ta có Google I/O, chúng ta có nhiều tính năng khác thì các bạn có thể chia sẻ lên cho mạng xã hội hoặc là sử dụng để mà tìm kiếm chẳng hạn. Đó, các bạn thấy đây rất là nhanh chóng và tiện lợi. Những cái lưu ý mà khi mà các bạn sử dụng cái chức năng Google on Tap này, thứ nhất là các bạn phải chuyển cái máy của mình sang ngôn ngữ tiếng Anh đó, và thứ hai là các bạn phải tắt cái chế độ tiết kiệm pin đi thì mới có thể sử dụng được cái tính năng này. Thì nếu như các bạn nào mà đang xài Android 6.0 mà gặp cái tình huống là tài khoản không thể sử dụng được hoặc là nó bị hạn chế bởi quốc gia thì các bạn có thể áp dụng cái phương pháp là cài đặt chiếc máy ở ngôn ngữ tiếng Anh và thoát cái chế độ tiết kiệm pin, và lúc này cái máy nó sẽ hoạt động, hoặc là các bạn có thể tắt máy khởi động lại để mà thực hiện cái tính năng này, rất tuyệt vời. Ngoài ra một cái hạn chế nữa là do cái tính năng nguồn cái non tab thì nó chỉ hỗ trợ những cái nội dung bằng tiếng Anh thôi, chứ tiếng Việt thì nó chưa có hỗ trợ. Chẳng hạn bây giờ mình sẽ search thử một cái trang web như là đây, xin cho bạn xem ha. Mình sẽ search như thế này, sau đó mình truy cập vào web, rồi mình sẽ để nút Home đó rồi như thế này. Rồi thì nó chỉ hiển thị tất cả những cái nội dung nào mà còn có tiếng Anh đó, bạn thấy đây, chứ nó không có hiển thị cái hỗ trợ tiếng Việt. Rồi, thì đó là tính năng Google Now on Tap, và cái tính năng riêng biệt dành cho chiếc Note 4 đó là chiếc bút S Pen. Thì các bạn có thấy thì giờ đây cái tính năng mà các bạn có thể ghi chú trên màn hình khóa mà không cần phải truy cập vào máy trên chiếc Note 5 giờ đã có trên chiếc Note 4. Thì giờ tuy nhiên thì khi mà các bạn cập nhật lên thì các bạn cần phải kích hoạt nó thủ công. Bây giờ mình sẽ vào cái S Pen các bạn ha. Bây giờ mình sẽ vào cái phần cài đặt như thế này, sau đó mình sẽ vào phần expand đây. Đó thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái dòng chữ là screen up memo, tức là ghi chú nhanh. Đó, mình đã kích hoạt xong, giờ mình sẽ nhấn bút vào như thế này, mình tắt máy ha. Sau khi mình rút viết ra đó, mình ghi chú, mà thấy thì cái tăng ghi chú nó đã sử dụng được như thế này đó, nó rất là tuyệt vời. Rồi, ngoài ra thì việc mà lên Android 6.0 thì cũng giúp cho chiếc máy nó sử dụng mượt hơn cũng như là tiết kiệm pin hơn. Thì mình sẽ có một cái video chia sẻ khác về chiếc Note 4 này khi mà lên Android 6.0 trong thì sắp tới ha. Rồi, xin chào các bạn.